Chào mừng các bạn đến với kênh tin học Đỗ Ba Nam Blog, nơi chia sẻ kiến thức tổ hợp hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thuật thuật máy tính, style Prosol, Purdue, vân vân. Các bạn có thể tìm đến Đỗ Ba Nam Blog trên Google thông qua từ khóa đó là Đỗ Ba Nam Blog. Sau đó các bạn có thể truy cập vào địa chỉ là dobanam.blogspot.com để truy cập vào địa chỉ blog của mình, hoặc các bạn có thể vào kênh YouTube của mình thông qua đường dẫn là youtube.com thuộc đào tạo tin online, để vào kênh YouTube Đỗ Ba Nam Blog và có thể theo dõi các video hướng dẫn về tin học cũng như cập nhật các style Brosso Preview đẹp mới nhất. Trong khi xem một video nào đó của chúng tôi thì các bạn hãy nhấp vào nút đăng ký ở phía dưới video để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của chúng tôi hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chuyển đổi file từ PDF sang Word online. Thì với phương pháp này có một số ưu điểm như sau: các bạn có thể chuyển đổi được file từ PDF sang Word hoàn toàn miễn phí. Và hơn nữa thì các bạn có thể chuyển đổi được các cái file PDF có chứa các ký tự đặc biệt như các phương trình hóa học hoặc các công thức toán học mà ở một số phương pháp chuyển đổi khác không thể chuyển đổi được các ký tự đặc biệt này. Tuy nhiên thì ở phương pháp chuyển đổi này cũng có một số hạn chế nhất định, như các bạn phải máy tính của các bạn phải kết nối mạng internet thì các bạn mới có thể chuyển đổi được sang file Word, hoặc là ký với cách này thì các bạn chỉ có thể chuyển đổi được file PDF sang Word với các file PDF có dung lượng nhỏ hơn 2 MB. Thì các thao tác thực hiện các bạn thực hiện như sau. Giả sử như mình chuẩn bị một file PDF như thế này, mình mới soạn, mình có thể mở cho các bạn xem. Thì ở file PDF này thì mình soạn ở trên mình có một số text chẳng hạn, ở dưới mình cũng đã soạn sẵn một số phương trình, một cái công thức toán học có chứa các ký tự đặc biệt như thế này. Thì với cách chuyển đổi này các bạn có thể chuyển đổi được sang file Word mà vẫn giữ nguyên được các cái ký tự đặc biệt, mà ở một số phương pháp khác thì các bạn không thể làm được điều đó. Thì để chuyển đổi từ file PDF sang Word online thì các bạn truy cập vào địa chỉ đó là pdfonline.com. Sau đó các bạn hãy tải file PDF của mình bằng cách là upload, click vào cái nút là upload a file to convert. Sau đó các bạn chọn đến file PDF ở trong máy tính của chúng ta. Ví dụ như file PDF của mình là file này. Chọn open. Và các bạn chờ một chút để chúng ta up cái file PDF này lên hệ thống. Như vậy thì cái file PDF của chúng ta đã được upload lên cái trang vừa rồi. Thì để các bạn chỉ cần nhấp vào nút download ở phía trên này để và các bạn chọn nút download Word file. Sau đó trình duyệt sẽ tự động download cái file về cho chúng ta. Thì các bạn mở lên bằng cách là click vào cái file ở phía dưới, hoặc các bạn có thể vào phần download. Nó cái file của chúng ta sẽ download về cái ở cái thư mục download và định dạng của nó là RTF. Đây chính là cái file mà chúng ta vừa mới tải về. Thì các bạn đấy, các cái công thức toán học của chúng ta thì vẫn được giữ nguyên và các bạn có thể sửa đổi được. Và nếu như các bạn muốn chuyển đổi cái file RTF này sang file Word thì các bạn chỉ cần làm các thao tác đơn giản như sau: các bạn vào file, sau đó các bạn chọn save as và các bạn chọn đến một thư mục mà các bạn muốn lưu, ví dụ mình muốn lưu sang desktop chẳng hạn, thì đây các bạn chọn định dạng là Word đi, Word 97/2003, hoặc các bạn có thể chọn docx này cũng được. Thì mình có thể chọn cái doc này thì để các phiên bản Word như 2003 cũng có thể mở được. Dù đây mình viết lại là ok. Mình tắt ở đây đi và mình sang desktop. Các bạn thấy cái file của mình vừa tạo được đây. Như vậy thì ở video vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách chuyển đổi file từ PDF sang Word online miễn phí.
Thì ở một số video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một số cách các phương pháp khác để các bạn có thể lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày hôm sau.